À, chị Văn, chị có thể unmute cái đường like của chị đó chị. Ok rồi. Thật ra ngày nào á chị cũng có cái niềm vui hết trơn á, chuẩn bị lên làm Zoom á, cái là có người ở trên Facebook nhắn tin, chỉ cần hỏi một cái hộp nano thôi mà chị chat thôi nha, không gọi điện thoại gì hết, chị chat trong vòng có khoảng chưa đầy 10 phút luôn. Thì cô này order hai hộp nano, xong rồi nano xong cái chị mới nói chuyện về những cái sản phẩm trong gia đình. Thì cổ order xà bông gội đầu, một cặp xà bông gội đầu loại 80 mấy đồng, rồi order kem đánh răng ngày đêm. Rồi sau khi mà chị chốt xong cái đó rồi đó thì cổ đưa thẻ đưa địa chỉ, chốt xong rồi cái là chị nói qua kinh doanh, thì cổ nói là cổ rất là sai đình và gửi cho cổ thông tin và cổ tìm hiểu. Thì đó là những cái rồi xong rồi cái chuẩn bị lên Zoom nữa, thì lại có một cái người ở cái chủ yếu là chị nói đây không phải là khoe, mà chị đang nói về cái vấn đề kỹ năng. Người ta chỉ có hỏi thôi, nhưng mà tại sao mình dẫn được cái câu chuyện là cho người ta từ cái tầng lớp này qua tới cái tầng lớp kia, và mình gieo cái giống về kinh doanh mình để sẵn đó luôn, để mai mốt mình hoành lại là mình follow up. Cũng như hôm nay chị cũng chat qua chat lại một vài người, thì chuẩn bị lên làm Zoom cái nữa, cái là có một người ở Cali gọi qua giờ muốn kinh doanh. Thành ra đó là những cái mà hôm qua chị có nghe ai trong Zoom nói đó, là mình nói chuyện với những người cũ xong rồi họ không mua thì thôi mình bỏ đi, mình đi tìm người mới. Nhưng mà thật ra đó, làm cái đó nó cũng không có chính xác lắm, tại vì những người mà mình nói qua đó trong cái thời điểm đó họ có thể say no, bởi vì họ nói là chưa, chưa cần, hay là chưa dùng, hay là không có khả năng, hay là chưa có tiền, chứ họ không có vĩnh viễn là họ sẽ không mua hay là họ sẽ không làm. Cho nên mình vẫn giữ cái mối quan hệ để mình học cái cách follow up như thế nào để mình đưa họ đi theo cái nhu cầu của họ, nhưng mà phải theo cái ý của mình. Có nghĩa là người đó có nhu cầu nhưng mà mình là người dẫn cổ đi, chứ mình không có để cổ dắt mình đi, dắt đi hồi là mình sẽ rối. Thì để về nói về cái kỹ năng mà tạo cho được có cái volume đó, là mình phải đi từ điểm A cho tới điểm B cho tới điểm cuối cùng, chứ không khi không mà mình nhảy ra đó, mình muốn bán liền nó cũng không có bao giờ nó có được, hay mình muốn chia sẻ liền nó cũng không bao giờ nó xảy ra. Mình phải đi từng bước đầu tiên. Cái cách chị làm là chị gieo giống. Mục tiêu của chị là chị không mong chờ kết quả, nhưng mà mục tiêu của chị là chị phải gieo từng hạt giống mỗi ngày. Khi mà mình gieo giống mỗi ngày đó, một ngày mình phải có mục tiêu là mình gieo bao nhiêu hạt giống, và mình gieo cái giống đó là để trồng cái loại cây gì. Thì đội nhóm Gip đã đưa ra ba cái loại. Là thứ nhất là mình đi tìm những cái contact list mới, và cái thứ hai là mình cần phải follow up những người khách hàng cũ để mình dìu họ tiếp tục dùng những cái sản phẩm mới, là mình gieo giống để mình tìm những sản phẩm mới. Và cái điều thứ ba là mình cần phải chia sẻ cho một người mới, tại vì một người mình đi mỗi ngày mình làm, mình đi kiếm một người mới vô cái contact list của mình, rồi những người đang xài hàng mình lại dìu họ xài thêm cái volume. Thì một cái người mới đó qua cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì trong tuần đó mình lại có một cái người mới để mà mình chia sẻ về cơ hội hay là về sản phẩm. Mình phải có cái mục tiêu nó rất là rõ ràng, mỗi ngày làm đều đặn chia sẻ ba người và ba cái hạt giống nó như vậy thì nó mới xảy ra. Cái khi không mà thí dụ như ngày này mình làm, ngày kia mình không làm, ngày nọ mình làm, mà mình cứ nói hoài có 5 người, 7, 3 người, 7 người đó nói hoài có nhiêu đó, thì là họ trốn mình luôn, họ tắt điện thoại luôn, lúc đó mình tắt nguồn luôn. Cho nên mình phải có những cái hạt giống gieo mỗi ngày và gieo ba loại giống khác nhau. Thì đó là cái cách mà chị làm. Rồi nói về phần cái volume, tại sao mà chị có 5.000 hay là 10.000 hay là hơn thế nữa, là do những cái hạt giống mình gieo mỗi ngày. Thì tự nhiên mình sẽ gieo trong vòng 90 ngày, thì có những cái hạt giống á là tự động mình gieo đâu hồi đâu 1 tháng, 2 tháng trước, 3 tháng trước, mình không có nghĩ nó xảy ra, nhưng mà qua đó mình làm qua cái mạng xã hội hay là mình trưng bày trên cái cơ cơ bản cơ mặt của mình để cho họ thấy mình đẹp, mình trẻ ra, thì tự nhiên đó là những cái nó đi theo ba cái bước mình làm. Nếu như mình không làm việc ở trên Facebook, mình không nói chuyện ở trên Facebook, thì người ta không biết mỗi ngày mình dùng cái gì, mình trẻ ra, mình được đẹp ra. Chị có thấy, chị nói đừng buồn nha, chị thấy Ngọc Sang làm Facebook có kiểu đó đó, về mạng xã hội làm kiểu đó là coi như người ta chạy tét luôn á, mình kết bạn cũng rất là khó, tại vì mở Facebook ra toàn là đăng về bán hàng không à. Thành ra cái đó có gì Ngọc Sang có thể nói chuyện hỏi chị chỉ cho cái cách làm khác hơn, chứ chị mở Facebook ra chị thấy là toàn là đăng, hầu như là mở ra từ đầu đến cuối toàn là đăng hàng bán không.
thì nó trở thành một cái thương hiệu là bán hàng và người ta sẽ xa mình nên là khó mà làm lắm. Thì mấy anh chị nắm được cái căn bản ba điều anh chị cần phải làm mỗi ngày. Rồi bây giờ cái thứ nhất, cái hạt giống thứ nhất là tại sao mà mình tìm được cái danh sách khách hàng mới. Bây giờ ví dụ Vân làm việc về cái luật hấp dẫn, có nghĩa là ngày hôm nay Vân muốn nói chuyện với ba người, thì là tối trước khi mình đi ngủ đó là mình sẽ nghĩ là ngày mai mình sẽ nói chuyện với Khôi về cơ hội, mình nói chuyện với chị An về sản phẩm, mình nói chuyện với chị Tâm là mình follow chị này để dùng cho nhiều chị những cái món khác. Là tối nay mình phải biết trong đầu mình ngày mai mình nói ba người đó. Nếu như mấy chị muốn tạo được cái volume thì mấy chị ghi xuống đi từng step giống như Vân đi thì nó sẽ xảy ra. Rồi bây giờ mình bắt điện thoại lên, mình sẽ gọi Khôi, mình nói về cơ hội. Thì mấy chị muốn nói về cơ hội, mấy chị đặt cái câu hỏi về cơ hội. Tại vì khi mà Khôi đi cơ hội là Khôi sẽ đặt hàng và Khôi sẽ mua sản phẩm. Rồi anh chị mà nhiều cái người khách mà dùng sản phẩm á, thì họ lại tiếp tục họ mua sản phẩm nữa và cái sản phẩm cũ họ đang xài. Có nghĩa là mình gieo giống từ đầu là họ xài mới đầu một sản phẩm, mà Vân gieo trong vòng 1 tháng, 3 tháng là họ xài được 10 cái, xài tiếp tục 20 cái, 30 cái sản phẩm. Thì cứ mỗi tháng mình gọi tới là họ cái cách một Vân đi từng step và Vân chỉ cái cách cho anh chị follow làm sao mà họ mua nhiều cái sản phẩm cho gia đình của họ mà không đi mua sản phẩm khác. Thì mình có được cái volume của cái người khách hàng cũ và Khôi nó chịu đặt hàng thì mình cũng có thêm người mới. Và mình có được cái hạt giống mới để tuần sau mình tiếp tục mình đưa vô. Thì cứ như vậy là anh chị có gặt đều đặn và mình không có cần phải lo. Là hầu như nó rất là đều để mình gặt. Chờ khi không mà mình ngang không mà mình đòi gặt liền, nó không bao giờ nó xảy ra được. Thì đó là bây giờ, thí dụ bây giờ Vân tìm cái điểm thứ nhất là đi tìm cái contact list mới cho mỗi ngày mình cần có tìm một người mới vô. Bây giờ Vân đi chợ, tối nay Vân nghĩ là ngày mai tôi có đi chợ Hồng Kông, tôi sẽ vô chợ và tôi làm quen, nhất định tôi phải có một cái contact list mới. Thì cái luật hấp dẫn đó, mình nghĩ là ngày mai tôi vô chợ tôi sẽ tìm một người. Tự nhiên mấy anh chị lựa cà, lựa ớt, lựa cái gì đó, thì có một người sẽ đứng gần mình và mình đến mình đặt câu hỏi, cái cà này em không biết cái loại nào để cho nó ngon, chỉ hai thứ cà em thấy để hai bên em biết loại nào, thì người ta sẽ nói loại nào mình lắng nghe xong rồi chị ở gần đây không, chị ở gần bữa nay chắc chị không có đi làm hả em, chị mới đi chợ đúng không, thì người ta nói giá gì đó xong rồi chị, rồi mình hỏi thêm một hai câu, một cách là mình hỏi thăm chứ không có tư vấn gì hết. Thì sau đó mình lấy cái cuối cùng mình hỏi xong rồi chị ở gần đây không, chị xong rồi mình kết thân được với họ, rồi mình lấy cái số điện thoại và mình lấy Facebook, chị có Facebook không chị, em về liên lạc trên Facebook, em nấu ăn nhiều lắm chị em, mình đi lên đó mình liên lạc trên đó cho nó vui, xong rồi lấy Facebook. Cái quan trọng của Vân là lấy Facebook sướng hơn là lấy điện thoại, nếu như mình thấy dễ mình lấy luôn cả điện thoại và Facebook luôn để chi, là cái đó mấy chị đã gieo được hạt giống rồi đó. Khi về mình gọi điện thoại họ không bắt, nhưng mà mình tập trung mình làm mạng xã hội á thì họ lại biết là anh chị, cái thương hiệu của anh chị là gì, và lúc đó họ yêu để ý mình và họ yêu thích mình từ từ mỗi ngày một chút. Thì sau này anh chị gọi điện thoại họ sẽ bắt điện thoại, còn khi không mà giữa đường mà họ cho điện thoại mình đó về mình gọi họ sẽ không có bắt. Nhưng mà mình xin cái Facebook thì mình xin cái cách mình xin Facebook là như vậy nè, chị có Facebook không, có, vậy hả, vậy chị em tên là Vân Trần, chị lấy cái điện thoại chị ra đi, em bấm cái Facebook em vô cho chị tìm nó dễ để làm chi. Là mình lấy cái điện thoại họ, mình bấm cái tên của mình thì về bên đây mình nhận. Còn mình mà đi tìm họ đó, mình bấm nhưng mà họ về họ không nhận là cũng rất quớt à. Thì đó là cái cách mà anh chị gieo giống và anh chị có được, vừa có được contact list và về nhà mình làm mạng xã hội để mình đưa cái thương hiệu mình ra cho họ tìm hiểu mình. Thì lúc đó họ mới tin mình, khi họ tin rồi anh chị đi từ từ. Có nghĩa là đó là cái cách gieo giống, dứt khoát phải gieo mới có gặt được. Rồi bây giờ đến cái người đó là một cái người mà mình suy nghĩ là ngày mai mình đi chợ, đi búa, đi cây xăng, đi đâu đó mình gặp. Nếu như mình không có đi và anh chị đang mùa Covid ở nhà, thì bây giờ mình lên trên Facebook, mình sẽ qua bên cái Messenger, mình coi cái người nào mà tự hấm gài, mình C2, mình nói chuyện và họ nói chuyện với mình, thì mình qua bên đó mình lại coi cái lúc trước mình nói cái gì và bắt đầu giai đoạn này mình đưa vô vấn đề. Bữa nay chị có đi làm không? Mùa này chị như thế nào? Mình hỏi vài câu và sau đó mình mới đặt cái câu hỏi là thí dụ mình thấy cái bà này là bà cần về sức khỏe thì mình hỏi về sức khỏe, cần về cơ hội mình đánh về cơ hội. Thì đó là một cái là mình nói chuyện với người mới. Rồi bây giờ đối với một cái người đó là cách tìm người mới và cái cách gieo giống cho người mới. Cái thứ hai là bây giờ Khôi là một cái người cũ rồi, mình muốn chia sẻ cơ hội cho Khôi. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ cơ hội thì mấy chị đặt cái câu hỏi về cơ hội thôi chứ không có cần phải lòng vòng.
ví dụ như em đặt cơ hội với Khôi là em hỏi Khôi là ô Khôi khỏe không, dạo này sao rồi, đang làm gì, ở nhà đang làm gì em, thì mình lắng nghe. Cái quan trọng là lắng nghe coi nó phàn nàn về cái điểm nào và mình tập trung mình giải quyết ngay cái điểm mà Khôi phàn nàn. Ví dụ bây giờ em hỏi Khôi lúc này làm gì, ô ở nhà giữ con, chị ơi ba đứa nó quậy quá em chịu không nổi. Nghĩa là thế là mình nghe được một cái điểm là con nó ở nhà quậy quá nó chịu không nổi. Rồi mình lại tiếp tục, nếu mà em nghe được Khôi cái đó là em đánh về vấn đề là Khôi mai mốt sẽ có vợ Khôi ở nhà, nếu mà Khôi làm được có đủ income thì vợ ở nhà lo cho nó khỏi quậy Khôi. Đó là cái điểm yếu mà em thấy được từ Khôi. Nếu như mà Khôi nói là không có nói về con quậy hay gì đó, ô em ở nhà cũng chán quá không có kiếm được thu nhập, thì mình nghe Khôi đang phàn nàn về Khôi không có được nguồn thu nhập, thì mình đặt cái đánh ngay cái vấn đề về thu nhập liền. Có nghĩa là anh chị đặt cái câu hỏi gì, nghe người ta điểm yếu của họ, không có hài lòng và không happy thì mình giải quyết ngay cái vấn đề của họ chứ không có đi lòng vòng. Tại đi lòng vòng thì họ sẽ biết ngay cái vấn đề mình muốn nói. Thì đó là cái cách, ví dụ bây giờ Khôi nói là ở nhà chán quá chị ơi, không gầy, không có đi làm, không có tiền. Thì nói vậy thì Khôi nghĩ rằng Khôi ở nhà bao lâu nữa mới đi làm, và nếu đi làm trở lại thì theo Khôi thì cái nguồn thu nhập nó có giống như trước không em? Vậy thì em có dự tính gì lỡ như có chuyện gì xảy ra trong tương lai, em ở nhà mà vẫn có thu nhập chứ không như bây giờ, em có dự tính đó chưa? Thì Khôi sẽ trả lời là dứt khoát là chưa rồi, mình đi cắt cái câu trả lời là chưa. Thì nói em có muốn là nếu như chuyện gì xảy ra, em ở nhà mà vẫn có thu nhập, thì em có muốn điều đó không? Nếu nó muốn, nếu Khôi nó muốn, ok, that's good. Chị đang giúp nhiều người. Mà nếu khả năng mấy anh chị làm được thì mấy anh chị nói là chị đang giúp nhiều người trong thời điểm này ở nhà mà có nguồn thu nhập. Còn nếu mấy chị không có khả năng thì mấy chị identify Khôi hay hoặc một người nào đó anh chị muốn, thì ok, em ví dụ identify Khôi cho một người khác. Ồ, em có biết cái người này chuyên giúp mấy chị giải quyết liền vấn đề, cái chỗ là đánh cái vấn đề của họ để giải quyết và giúp ngay cái vấn đề của họ chứ không nói lung tung. Tôi biết cái người này chuyên giúp những người giống như chị hay giống như Khôi, đang giống như Khôi mà trong tương lai có chuyện gì xảy ra ở nhà vẫn có được nguồn thu nhập, và cái cô này đang giúp nhiều người có kết quả. Nếu em muốn, chị sẽ kết nối người này để mà chia sẻ cho em bằng cách nào em đạt được điều đó. Thì Khôi nó sẽ mong chờ đợi vào. Nghe bà Vân này nói cơ bộ có lý nha. Để mình có gì mình nói chuyện với bà cho bà kết nối. Đó là cái hạt giống mà em gieo cho Khôi. Rồi Khôi có thể từ chối ngày hôm nay, nhưng mà em chắc chắn rằng trong tương lai Khôi nó gặp trouble, em tiếp tục về, Khôi vẫn nằm trong không sát list của em, là nằm trong cái tuần lần sau là Khôi thuộc về follow up, chứ không có phải là chia sẻ cơ hội nữa. Ngày hôm nay là em chia sẻ cơ hội cho Khôi, nhưng mà cái contact trong cái tuần làm việc tuần tới Khôi thuộc về follow up khách, là em thuộc về cái dân số follow của em, chứ không rồi em mới đưa cái người mới vô cái cột của Khôi. Mấy chị hiểu được cái cách này không? Đó, thì rồi sao bây giờ giải quyết xong vấn đề của Khôi, bây giờ tới cái vấn đề của, đó là cái cách mấy chị đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi đơn giản lắm, nếu mấy chị hiểu được đặt câu hỏi, đừng có nói những gì mình đang có. Nãy giờ em nói chuyện với Khôi, em hoàn toàn em không khoe những gì em đang có hết. Tại vì Khôi nó nghĩ rằng bà giỏi, bà làm cái gì cũng được, còn tôi đâu có làm được giống như bà. Thì cái trong đầu Khôi nó không có nghĩ là nó phải đi theo em. Nhưng mà em đang giải quyết cái vấn đề của Khôi đang mắc phải. Em đang giúp Khôi và em đang có một người giỏi hơn em để giúp Khôi đạt được điều đó. Thì Khôi nó rất là mong chờ để được điều đó, cho nên Khôi nó không có cách nào để mà nó từ chối được. Thì đó là cái cách mấy chị giải quyết cái vấn đề. Cái kế tiếp á, là ví dụ chị Tâm là người đã xài sản phẩm của em rồi, em muốn follow. Thì bây giờ mai mốt mình follow Khôi về vấn đề cơ hội nó cũng giống nhau. Đó thì mình gọi, ô Khôi bữa hổm chị có chia sẻ không gài, chị Vân có chia sẻ rồi, em nhất như thế nào, không sao, nếu mà em chưa có muốn bắt đầu sao hết, để chị có gửi thêm thông tin cho em tìm hiểu nha em. Dạ chị cứ gửi đi, biết đâu mình gửi tới một năm trời là Khôi tự nhiên cái nó chán buồn đời, chán đời cái giống gì đó không biết. Nói ồ bà này rất là kiên nhẫn, một năm rồi bà vẫn gửi thông tin cho tôi, thì lúc đó em vẫn gặt được Khôi. Mấy chị phải gieo giống cho em, cứ gieo giống, gieo đi, đừng có nghĩ tới vấn đề gặt, tự nhiên nó sẽ gặt mà phải tìm cách để gieo. Vấn đề follow up khách hàng để tạo được cái volume, tại vì nãy giờ em nói nó không có ngoài lề. Mấy chị phải đi từ điểm A cho tới điểm B nó mới có được, chứ còn khi không mà biểu ngồi chỗ mà cho có 1.500 là không bao giờ xảy ra, không gieo giống, không gặt, không trồng, không tưới, nó không có ra.
Đó thì cái đó là cách nãy giờ em làm, đó là cứ như vậy mà nó cứ đẻ hoài ra thôi à. Rồi bây giờ tới chị Tâm là một người đã xài mỹ phẩm, sản phẩm của em rồi, tháng rồi chị Tâm đã xài, ví dụ chị Tâm đã xài làm đẹp rồi, đẹp da rồi, xài tất cả các loại máy và vitamin rồi. Nhưng mà chị mình kiểm lại coi chị này chưa xài đồ trong gia đình. Thì nếu em muốn chia sẻ về đồ trong gia đình thì em đặt câu hỏi về trong gia đình, chứ mấy chị đừng hỏi lung tung. Mình muốn cái gì mình đặt cái đó, rồi coi người ta có nhu cầu hay không. Nếu mà nhóm đứt lên người ta không có nhu cầu, mình giả lả mình đặt cái vấn đề khác. Ví dụ bây giờ chị Tâm đã chị xài Văn, rồi. Chị Văn, khoan đã chị Văn. À, trước khi mà chị đi vô cái vấn đề mà đó đó, thì mình có thể tóm tắt lại những gì hồi nãy giờ chị nói trước để cho mọi người có thể follow theo chị được không? Tại vì hồi nãy giờ rất được, là nhiều được, thông tin rất là được tốt thôi. Nhá. Rồi, rồi. Dạ. So cái hồi nãy giờ em thấy là chị Văn có phần chia sẻ đó, là thứ nhất là mình phải gieo cái hạt giống, đúng không? Tại vì đó không có thể nào một ngày hay là ba ngày, một tháng mà mình có thể có những cái volume như vậy được. Cho nên việc đầu tiên là mình phải gieo cái giống. Và cái việc thứ nhì đó là trước khi mà mình gieo cái giống đó thì mình phải cộng những người contact list vô, là mình có thể đi chỗ này chỗ kia, những cái thí dụ mà chị Văn cho để mà mình đi chợ hay là đi những cái đó. Và mình phải cài cho mình có cái tư duy là mình muốn ngày mai tìm bao nhiêu người. Và mình khi mình đi ra ngoài, mình đi chợ, mình đi gym, mình đi thậm chí đi những cái chỗ mà mình thường hay đi tới đó, thì mình có thể tìm được những cái contact list đó. Và mình cộng Facebook của họ hay là số điện thoại của họ. Đa số là chị Văn recommend là Facebook, đúng không chị? Nếu mà được thì cả hai, nhưng mà Facebook quan trọng hơn. Rồi sau đó mình sẽ đặt những cái câu hỏi về họ để mà mình có thể biết được cái nhu cầu của họ là gì và cái điểm họ đang cần là gì. Rồi sau đó rồi mình đáp ứng được cái nhu cầu đó, nếu mình có thể có kiến thức và kỹ năng có thể đáp ứng được. Nếu không thì mình phải edify, là đề cao những cái người tuyến trên họ có thể giúp mình để mà giải quyết những cái vấn đề những người đó đang có. Cho nên là bốn cái bước, đúng không chị Văn? Đó, mà mình cần phải làm từ theo cái gì đó, tình tự như vậy. Rồi. Ok, em mời chị Văn đi tiếp với cái phần kế tiếp nha chị Văn. Rồi. Cái phần này nó quan trọng cho vấn đề mấy anh chị nè. Mấy anh chị thường thì bị mắc phải là tại sao người ta từ chối, người ta không mua hàng. Tại vì mình đặt cái câu hỏi làm cho người ta sợ mình thôi. Em cho hai cái ví dụ. Cái ví dụ bây giờ muốn follow khách hàng cũng được, mà em nói chung là nói về phần bán hàng là ngay lúc này nó quan trọng nè. Ví dụ như vậy, chị Tâm là người đã xài hàng rồi, thì mình biết chị Tâm đang xài máy rửa mặt, máy facial, chị Tâm đang uống nước đầy đủ rồi, nhưng mà mình chưa có giới thiệu chị Tâm về cái xà bông gội hay là những đồ xài trong gia đình. Thì nếu như em muốn chia sẻ thêm chị Tâm tuần này, tháng này là thêm cái xà bông gội, thì em đặt ngay cái vấn đề là: ô chị bây giờ chị có cái mã số, đừng có kêu là member account, họ nghe họ ớn đó. Chị bây giờ chị đang có cái mã số được mua giá gốc rồi, không gài chị dùng, em thấy chị thích, em mừng cho chị đó. Vậy thì bây giờ nè, chị em có giúp cho chị để họ mấy tháng nay chị mua đó, chị được tích lũy 20%. Vậy thì trong đây đó nó có đồ dùng trong gia đình nữa, mai mốt chị cần cái gì đó chị gọi em nha, em sẵn đó, em order cho chị đó, rồi em order chung luôn, cứ mỗi lần chị order nó cho chị lại 20% để mình đổi đồ phim mình xài. Chị có trường hợp bị rụng tóc không? Chị cho em hỏi là thường á, chị gọi đầu chị có thấy tóc của chị nó hay rụng đầy trong bathroom không? Thì chị Tâm sẽ có, tại 30 tuổi trở lên ai cũng có hết trơn á, mình nắm nói về tâm lý thôi. Thì chị Tâm sẽ có, thì mình hỏi là chị có biết lý do tại sao không? Thì chị Tâm sẽ đâu có biết lý do tại sao, mình nói tại vì mình gọi nhiều cái hóa chất quá nó làm hư cái chân tóc, cho nên đó là lý do càng gọi nó càng rụng. Trước đây em gọi giống như chị đó, nhưng mà em hỏi thiệt chị nha, bây giờ chị có muốn là mình đã có member rồi, có account rồi, thì chị có muốn cho chị đổi qua cái xà bông này gọi để cho tóc chị càng ngày nó càng đẹp hơn, nó không có rụng không? Thì sẵn em order luôn cho. Thì chị Tâm chắc chắn mình tại mình open mind chỉ là chị đang có member, đang có 20%, bây giờ những cái đó chị chưa mua thì ở đây nó có, nó giúp cho chị được vậy, chắc 100% là chị Tâm sẽ mua. Nhưng mà bởi vì cái chỗ là mình hay gọi lại follow, chị ơi chị uống còn không? Còn em ơi chị uống chị dục tùm lum, chị còn để tùm lum thôi, tháng này chị không có order đâu, chị ngưng nha. Cái ok không sao chị, chừng nào xài hết gọi em nha. Rồi mấy chị bị ngưng tại đó luôn. Còn em thì không có, em gọi á là cái cách em gọi, em không cho người ta trả lời rằng là người ta sẽ không mua, nhưng mà cái cách em gọi em đặt câu hỏi là người ta phải mua thôi. Ví dụ em đâu có hỏi là chị còn hay không, em không hỏi câu đó.
mà em hỏi đi, em bán những cái món khác rồi sau đó em mới hoành lại cái món cũ. Thì đó là cái cách mà mấy chị follow. Còn bây giờ để tạo được cái volume nó cao đó là mình phải đặt cái mục tiêu và mình phải work hard theo từng bước nãy giờ em nói. Ví dụ bây giờ em muốn em chỉ cho mấy chị là vài cách để mà chị tránh đừng có chia sẻ cái kiểu này. Thường là mình uống vitamin mình thấy tốt quá, cái mình đi gặp ai đó mình muốn bán vitamin cho họ thì mình đặt, mình chỉ nói là ok vâng, khỏe không, đang làm gì đó lát đó đó, dạo này sao rồi, cái nó ôi tao mệt quá mày ơi này kia nọ, cái nó uống đi, mua vitamin uống đi, tại cái này tôi uống tôi thấy hay lắm nè, uống cái này tôi thấy nó work nè, tôi uống cái này là mua uống đi. Thì bà Vân này bà biết rằng chị Tâm là người đang bán New Skin, thì bán New Skin thì bà nói tốt thì là tự nhiên nó nảy sinh trong cái đầu của người người mà mình gọi đó, họ sẽ không mua là tại nó nghe được thích quá nhưng mà rốt cuộc họ không mua. Nếu như mấy chị đổi lại đặt câu hỏi là Vân có để ý về sức khỏe không, cái bộ vitamin dạo này em bán cực kỳ nhanh luôn và cực kỳ bán nhiều luôn, em chỉ đặt câu hỏi vậy nè, chị Tâm cho em hỏi là lúc này chị Tâm có sợ về cái bệnh này không, chị Tâm sẽ sợ, chị có cách nào để cho chị bị nhiễm bệnh, lỡ như chị bị nhiễm bệnh mà khả năng hết bệnh cao hơn, chị Tâm có cách không? Chị Tâm sẽ không có cách, đúng không? Thì nếu chị không có cách đó thì em có cách giúp chị để khi lỡ chị bị nhiễm bệnh thì khả năng hết bệnh cao hơn, chị có muốn điều đó không? Em biết là trước đây chị không cần dùng, nhưng mà bây giờ vì gia đình của chị phải dùng, tại vì chị đi làm chị không biết ai là người có bệnh và ai không có bệnh, cho nên khi mà chị đi làm lỡ như chị mang bệnh về nhà nó lây cho gia đình của mình, nó rất là nguy hiểm và mình bị không có cái tự tin. Cho nên nếu mà chị muốn đó, em hiện tại bây giờ em giúp rất là nhiều người trong ngành nail đang trải nghiệm sản phẩm của em, và có nhiều người khách hàng của em bị nhiễm bệnh và khả năng hết bệnh rất là nhanh. Thì em kể cái câu chuyện của cái người đó thì tự nhiên người đó ngày đó có thể họ mua và có thể họ không mua. Nếu như họ không mua, mấy chị đừng có nản và đừng ngưng tại đó, tiếp tục. Đó là mình mới gieo giống ngày hôm nay mà thôi. Ngày hôm nay em gieo giống cho vào đầu của chị Tâm, mai chị Tâm đi làm chị Tâm nhớ trực những lời em nói là ồn Vân nó nói là dạo này có nhiều người uống hết, có khả năng là hết bệnh cao lắp, là tự nhiên bả sẽ nghĩ tới cái điều mình nói. Thì lúc đó chị Tâm sẽ bắt đầu để ý rồi. Một tuần lễ sau chị Tâm nằm trong cái danh sách là follow up khách hàng, thì em sẽ gọi chị Tâm, ô chị khỏe không, đang làm vậy lắp, bữa hổm mình nói rồi cái đó, mình gọi lại mình đừng nói nữa, mình gọi lại mình kể cái câu chuyện của một người nào đó về dùng sản phẩm mà họ khỏe hơn, họ đi làm kiếm nhiều tiền hơn. Đó là mấy chị, cái đó là cái cách mấy chị follow từng người một nó khác nhau. Khi mà mình nói rồi họ không mua không dùng thì mình muốn tập trung vô sản phẩm, về cái sản phẩm đó thì mình kể cái câu chuyện của ai đó, chứ mình đừng có kêu chị mua đi, tôi nói hoài sao chị không mua, chị mua đi. Là mấy chị đừng bao giờ kêu khách của mình mua đi, luôn luôn muốn bán cái gì là phải đặt câu hỏi cái đó. Rồi mấy chị nắm được cái đó không? Cái kỹ năng nó rất là quan trọng. Nó quan trọng chứ không phải bán hàng là quan trọng, kỹ năng nó quan trọng lắm. Dạ, yeah. Ok, để các chị Văn có thể tóm lại cái phần thứ nhì mà chị go over đó, là cái vấn đề mà thứ nhất là mình tiếng Anh nó gọi là upsell, hay là mình giới thiệu thêm sản phẩm cho những người khách hàng hiện tại của mình. Là thí dụ giống như là những sản phẩm mà họ đang xài thì mình có thể kể những cái câu chuyện, hoặc đặt những cái câu hỏi, ồ chị có xài những cái sản phẩm này ở trong gia đình hay không, công ty tụi em vẫn có những cái sản phẩm này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nếu như mà họ có mua sản phẩm trong cái đều đặn và trong cái chương trình ADR đó, thì mình có thể giới thiệu cho họ để cho họ biết được, để mà sau này họ lấy những cái sản phẩm đó xài để mà free, mà không tốn tiền, thì họ sẽ tiếp tục mà có trải nghiệm được cái sản phẩm khác. Vì lý do sản phẩm của mình nếu như mà xài rồi đó thì họ sẽ mê, đúng không? Thì khi mà họ mê thì họ sẽ tiếp tục, họ sẽ xài tiếp đó. Rồi, và những cái câu hỏi mà mình làm sao mình phải đào sâu để mà mình biết được là những người khách hàng đó họ cần mua cái sản phẩm nào, hay là họ cần cái sản phẩm gì để mà có thể mua được, chứ không phải là lúc nào mình cũng tới và mình bán cái sản phẩm đó. Cái mà em rất là thích chị Văn làm đó là chỉ đặt những cái câu hỏi để cho những người đó
hay là kể những cái câu chuyện để cho những người đó họ tự động họ muốn mua, chứ không phải là mình tới đó mình bán. Thì đương nhiên mình làm với một phương diện một nhà phân phối và mình muốn bán sản phẩm thì mình phải là cái phương diện đặt câu hỏi chứ không, và tìm hiểu cái người đó, chứ không phải là mình tới với phương diện là chủ động để bán nhé. À, cái đó thì cái phần mà em kết lại nó có đúng hay là nó thiếu phần nào không vậy Văn, thì chị có thể bổ sung đúng thêm. Rồi à, dạ đúng đúng à, tóm lại á là các anh chị lắng nghe người khách họ có vấn đề chỗ nào, giải quyết ngay cái vấn đề của họ, đó là cái quan trọng nhất. Thí dụ một người bị nám, họ phàn nàn về cái nám là mình tập trung vô giải quyết liền, chỉ có muốn hết nám, bớt nám nhiều trong vòng một thời gian ngắn nữa, chị sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, da chị bớt nám nhiều, chị muốn điều đó không? Chị có cách nào không? Nếu như chị không có cách, em có cách giúp chị sau 3 tháng, chị đi đâu ai cũng khen chị hết, chị muốn không? Muốn, bằng cách nào em? Ok, em có cái người này, họ chuyên giúp những người bị nám giống như chị trong một thời gian ngắn có kết quả, để em về, em kết nối gọi chị nha. Thì cô này chờ đợi mong manh để nghe mình nói chuyện. Thì lúc mà cái người mà chia sẻ đó thì cô này đang hứng thú để nghe. Còn nếu mà mấy anh chị đứng bực tại đó luôn, là đứng là ô chị ơi, chị thấy chị nám nhiều quá, chị mua nám, chị mua này về chị sức đi, tôi sức hết là tôi sức bớt láp 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 là gọi ô để tôi về tôi coi lại, là mấy chị khó follow lắm, tin em đi. Cho nên khi người ta có vấn đề, đặt cái vấn đề giải quyết và identify một người nào đó, nếu như anh chị không có khả năng làm việc đó thì anh chị identify, còn không anh chị tự hỏi đặt câu, chứ không có đưa cái của mình ra. Công thức nó là vậy thôi đó thôi. Dạ yeah, ok đặt cảm ơn chị. À, cảm ơn chị Văn. Em không biết mấy anh chị sao nhưng mà ngày hôm nay đó em học được rất là nhiều điều từ chị Văn, mà làm sao mình có thể có những người khách hàng và có những và những người khách hàng của mình xài nhiều sản phẩm hơn nhé. Thì đương nhiên á, một trong những ngày hôm qua thì em cũng có nói về cái phần này, là một trong những mình chỉ có tiền với Nu Skin khi mà sản phẩm được tiêu thụ mà thôi, và mình phải là cái người có cái lòng tin với cái sản phẩm. Và vì lý do nào mà tại sao những người giống như chị Văn hay là những người giống như tụi em, là tụi em rất đam mê về cái sản phẩm của Nu Skin, cho nên đó khi mà mình giới thiệu cho người khác cái sản phẩm Nu Skin đó, mình không có ngại. Vì lý do như thế nào, là mình là cái người đã xài rồi và mình biết cái này nó tốt hơn những cái đồ ở ngoài kia rất là nhiều. Thì đương nhiên không phải nói là công ty nào cũng không có đồ tốt bằng Nu Skin, nhưng mà cái đó là cái lòng tin của mình, và cái lòng tin đó là lòng tin mà nó chiếm 30% cái phần trăm của mình thành công với Nu Skin, là cái lòng tin với công ty và sản phẩm. Cái đó nó rất là quan trọng. Mình không đi ra ngoài để mà chiêu dụ người khác mua sản phẩm của mình, nhưng mà mình xài nó, mình biết nó tốt thì mình phải chia sẻ cho người khác, đó là cái trách nhiệm của mình. Và trong khi đó thì mình sẽ có thêm tiền nữa. Thì bây giờ đó, cảm ơn chị Văn đã chia sẻ với tất cả mọi người. Thì mình sẽ còn một thời gian, có anh chị nào mình có câu hỏi hay là mình vẫn chưa biết mình cần phải làm gì để cho mình có cái doanh thu là 5.000, 10.000 hay là 20.000 mỗi tháng hay không? Tại vì chị Văn là cái người bằng chứng sống là hầu như là tháng nào cũng là 10.000, 15.000 volume doanh số đến. Thì cái doanh số đó nó đến từ những cái công việc chỉ làm hàng ngày, chứ không phải là nó đến một ngày. Và em biết được là ngày hôm nay với ngày hôm qua không, là chị, là tại vì em có nói chuyện với chị Văn về cái vấn đề này, thì chỉ ngày hôm qua, tối ngày hôm qua tới ngày hôm nay không á, là chị đã có hơn 3.000 điểm hơn đó. Rồi thôi, tại nãy giờ chị có nữa rồi, nãy giờ có thêm nữa đúng không? Thì làm sao mà có thể làm được điều đó? Không phải là ồ nghe chị Văn xong rồi ngày mai tôi sẽ có 3.000 điểm. No, những cái gì mình đi theo á, những cái bước đó, mình chỉ cần tin những gì chị Văn nói và hiểu những gì chị Văn nói, và mình làm bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Nhớ hồi nãy bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 mà mình em có nói ra rồi đúng không? Đó. Sau đó rồi mình có người khách hàng đó rồi, thậm chí những người khách hàng của mình hiện tại bây giờ nè, cái cách chị Văn, cái phần thứ nhì mà chị Văn chia sẻ là về vấn đề upsell hay là giới thiệu thêm những cái sản phẩm mà họ chưa xài. Mình có thể áp dụng những cái đó hiện tại bây giờ, và đương nhiên không phải người nào mình gọi họ cũng sẽ là cái người mua, nhưng mà mình sẽ gieo những cái hạt giống tiếp tục để mình tiếp tục mình đi.
Và trong cái quá trình mình gieo những cái hạt giống đó thì mình cũng phải tìm những người khách hàng khác và mình bắt đầu gieo lại cái hạt giống đó, và tới một ngày nào đó thì tự nhiên cái kết quả nó sẽ tới với mình nhé. Mình có thể làm trên social media, mình có thể làm với những cái contact list hiện tại ngày hôm qua nè, mình viết những cái contact list đó rồi đó, thì việc gì mình cần phải làm với cái contact list đó là mình phải gọi những cái người đó, mình gieo. Nếu như mà người nào mà họ là khách hàng rồi thì mình upsell hay là mình follow up, mình tìm hiểu họ. Những người nào mà họ chưa xài sản phẩm thì mình phải gieo cái hạt giống giống như là chị Văn nói lúc ban đầu, đúng không? Đó. Và cái mỗi ngày mình phải đặt cái mục tiêu là mình phải cộng thêm người. Thì cộng thêm người làm sao thì hồi nãy chị Văn cũng có chia sẻ cái phần đó rồi. Đó. Thì bây giờ em sẽ nếu mà anh chị nào có câu hỏi nào cho chị Văn mà mình không hiểu cái phần nào đó thì mình có thể mở cái đường like của mình và mình hỏi thêm nhé. Rồi.